Xin chào quý vị các bạn, tôi sửa cái ấm này, ấm của phòng xe u nhé. Để tôi xem thử như thế nào, dây điện nó còn xịn này, cái mở thử đang còn ok đây, tôi giảm điện để xem sao nhé. Đây nhá, bóng đây nhá, rồi cho nó thử điện, điện không vào các bạn nhé. Cái này điện không vào nhé. Trường hợp của nó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn cái nút này các bạn. Đây nó có hai cái vít các bạn, một vít nằm chính giữa nhé, nồi nhé. Thì cái này là dây vặn này, còn một cái là nó nằm ở lệch bên này. Thì các bạn hơi khó vặn các bạn. Thực chất nó chỉnh, nó khó chỉnh. Thì các bạn vặn vít chính giữa này là được thôi, không cần thiết là vít. Không biết tại làm sao mà chảy cái này các bạn nhé. Đây đây đây, nó bị chảy đây. Đấy, dây nó bị đít này, thấy hóa này, còn cái này cũng vậy này. Đấy, các bạn thấy không? Không biết tại nguyên nhân thế nào, với cái này cũng gãy luôn này, cũng thích tơi bời này. Có thể là cái này bị chập này. Để tôi xem thử này. Xem sao, kiểm tra thử cái thời đốt này có lưa nào không. Thì thằng nhân 10 nhân mấy được, nó cho có nó lên là được, lên các bạn nhé. Còn con này cũng đang lên nhé, con này cũng đang còn lên là nhé. Hình như hai con này thay rồi, chưa thay, hai con này chưa thay các bạn nhé. Rồi chúng ta phải cắt thêm cái này cho sâu vào này. Cái này không cần rồi. Chúng ta xem thử cái đây đây đây. Đây nhé, đứt cái này nhé. Đấy, cái này không còn cái gì nữa các bạn. Rồi, bây giờ cái này kẹp vào đây cái này. Còn các bạn nhé, cái này hỏng rồi nhé. Bây giờ thì chúng ta phải buộc vào đây nhé. Chúng ta phải buộc vào. Cái này bị chảy rồi các bạn nhé. Chỉ còn cái này thì coi như vút luôn nhé. Cái này bị chảy trong rồi nhé. Chảy rất là nát luôn nhé. À, xịt này, xịt luôn cái cạnh. Vậy chúng ta phải tiến hành búng nó ra, những chất bột này, chất cái này là dây chống nóng nhé. Kéo ra dài dài chỉ nhé, con này chúng ta buộc các bạn nhé. Rồi, ok, vậy nhé. Rồi nhé. Rồi, chúng ta bây giờ có kìm nhỉ. Bây giờ chúng ta vặn cho chặt cái này lại các bạn. Chiết cho chặt cái này. Thì nó chiết cổ rồi đó nhé. Rồi, vậy là được nhé. Để tôi chúng tôi thử xem nhé, bóng này có đổ nhé, xem thử cái đây đây đây.
xem đội bóng này hoạt động được nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành giảm điện và thử nhé. Đây các bạn, sáng này. Đây các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta không nên giảm lâu nhé, giảm lâu nó nóng nhé. Rồi ok, có từ đây mò nó nóng nhé. Quan trọng đấy, để nóng quá rồi các bạn. Thế là được thôi, nó đơn giản vậy thôi. Nó bị cầm đến một nơi vậy nó là khó khăn rồi. Bây giờ thì chúng ta muốn vặn cái nắp này, nhiều lúc các bạn không biết cho nên có điều chỉnh nhé. Đây các bạn lấy một cái vít, đâu vít, vít nhỏ đó nhé, vít nhỏ vít trước nhé, vít nhỏ này là của nó nhé. Đây vặn vào đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ trước. Đây chúng ta để trước này, cho nó chỉnh, chỉnh làm sao nó vào. Chỉnh nó vào như vậy nhé. Còn vít này thì chúng ta chỉnh kia bàn tiếp nhé. Chỉnh tiếp nhé. Rồi như vậy các bạn, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đây. Đấy vào đây nhé. Rồi tôi cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, like subscribe nhé. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đón xem nhé.